Ở bài 4 chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bước thực hiện dropship. Dropship trải qua nhiều bước, nhưng mà ở đây chúng tôi đã tổng hợp lại thành 6 bước cơ bản. Được chưa? 6 bước cơ bản, bạn có thể thực hiện dropship với 6 bước cơ bản này. Có rất là nhiều bước, có thể chân ra là nhiều bước, nhưng mà 6 bước cơ bản chính này sẽ giúp bạn hiểu hơn về dropship. Thứ nhất là bước 1, bạn tìm kiếm sản phẩm. Được chưa? Có rất là nhiều cách tìm kiếm sản phẩm. Nếu như mà các bạn không biết tìm cái sản phẩm thế nào thì bạn có thể sử dụng Google. Được chưa? Thì tôi có thể nói nhanh qua cái việc của các bạn có thể tìm những cái ngách sản phẩm nào liên quan đến đây. Tôi sẽ cho các bạn một số những cái gợi ý, đó là liên quan đến giáo dục này. Giáo dục, có thể bán sách vở, được chưa? Rồi liên quan đến làm đẹp này. Bạn có thể bán mỹ phẩm, bạn có thể bán các cái dụng cụ làm đẹp, được chưa? Cho nam hoặc là nữ. Các bạn có thể các cái ngách sản phẩm giống như là về thời trang này, về phụ kiện này, rồi về y tế này, y tế sức khỏe này, rồi một số vấn đề về giới tính này, giới tính này, vân vân. Có rất là nhiều cái ngách sản phẩm mà các bạn có thể lựa chọn, nó đang là hot bây giờ, được chưa? Thì sau khi mà lựa chọn là sản phẩm thì bạn lựa chọn nhà cung cấp, lựa chọn nhà cung cấp, được chưa? Nhà cung cấp là nhà có, nhà cung cấp là người sẽ gì, sẽ cung cấp hàng cho bạn trong quá trình bạn thực hiện dropship. Đây là bước cực kỳ quan trọng để gì ạ? Để các bạn có thể đàm phán với họ về giá, lựa chọn phương thức vận chuyển và thời gian vận chuyển. Đây là cái bước mà quyết định 80% thắng lợi của chiến dịch. Một chiến dịch dropship, các bạn buộc phải có tìm được cái nhà cung cấp, làm sao đó về giá cả nó phải thật sự là tốt, giá cả thật sự là tốt, được chưa? Cái thời gian vận chuyển thật là ngắn. Hai cái yếu tố này là hai yếu tố quan trọng trong cái bước 1 này. Và nếu như các bạn làm dropship với tôi trong thời điểm này, các bạn có thể làm dropship với phụ kiện điện thoại này, với điện thoại này, laptop này, các cái một số ngách về thời trang này, phụ kiện thời trang này, trang sức này, trang sức bạc này, vân vân. Có rất là nhiều cái để bạn có thể dropship với tôi. Thì cái bước thứ hai, chúng ta đi tìm bước thứ hai, đó là lựa chọn kênh bán hàng. Đây là một, đó là bạn có thể là đăng lên sàn thương mại điện tử. Hai là bạn có thể là đăng lên cái web store của riêng của mình. Sàn thương mại điện tử ở đây thì có rất là nhiều, đó là Tiki, Lazada, Sendor, đúng không ạ? Rồi là rất là nhiều cái sàn thương mại điện tử bây giờ có các cái ưu đãi rất là tốt cho nhà bán hàng. Shopee, Lazada, Sendor, Tiki, những cái kênh thương mại điện tử lớn, có thể là cái sự lựa chọn hàng đầu của bạn. Và ở trong khóa học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu sâu về các cái vấn đề về sàn thương mại Shopee, Sendor và Lazada. Bạn có thể là bán hàng trên các cái web store như là Chợ Tốt, Get It, vân vân. Có rất là nhiều kênh để bạn có thể có được đơn hàng. Đây, cái bước thứ hai này là bước để các bạn có được kênh, có được đơn hàng đấy. Bước thứ ba là bước mà khách hàng sẽ vào shop online của bạn mua hàng, và bước thứ ba này, khách hàng sẽ trả tiền cho bạn. Đây là cái hình thức trả tiền trước. Nếu như mà cái chế độ là order ấy, thì là khách hàng trả tiền trước qua ví điện tử, được chưa? Nhưng mà ở Việt Nam thì cái hình thức order thì nó hạn chế, nên là việc khách hàng sẽ vào shop của bạn mua hàng. Thì lúc này bạn sẽ dẫn đến cái bước thứ tư. Cái bước thứ tư ở đây là các bạn mua hàng và gửi gửi cho khách hàng. Thì
các bạn sẽ mua hàng của nhà cung cấp đúng chưa ạ, và yêu cầu nhà cung cấp đóng gói và vận chuyển cho khách hàng. Đây là bước thứ năm. Sau khi mà khách hàng đặt hàng qua kênh của bạn thì bạn sẽ liên hệ với nhà cung cấp đúng chưa? Để mua hàng. Và nhà cung cấp ở bước năm này thì nhà cung cấp bước 4 là mua hàng, bước 5 là cái nhà cung cấp đó sẽ đóng gói vận chuyển đến cho khách hàng theo cái mã vận đơn mà bạn gửi cho họ. Xíu nữa ở cái phần thực chiến tôi sẽ nói sâu về vấn đề này. Nhà cung cấp sẽ gửi cho bạn về checking info của đơn hàng, bạn sẽ theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Bước 6 là bạn tổng kết doanh thu, xem lại các cái quá trình để bạn tối ưu, được chưa ạ? Và bài thứ tư này sẽ kết thúc cái quá trình về vấn đề nhận thức của chúng ta vào cái bài 5, và các bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 9, bài 10 sẽ là các cái bài học về việc mà chúng ta sẽ trực tiếp thực hiện vấn đề kinh doanh luôn, được chưa ạ? Ok.